mình tìm thêm được một cái gốc. Gốc này là một gốc mít. Đây. Đẹp chưa? Màu vàng đẹp chưa? Chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay mình đi tìm mấy cái gốc cai. Ở đây có một đống cai múc ra. Thì có nhiều cái gốc đẹp. Mình coi thử có cái gốc mua mình sờ được. Gốc đẻo cho đẹp. Bòn cha mấy gốc cây to này thì được xem múc lên rồi một cái gốc chích gốc cây gốc này không có lõa không đẹp đây. Quá trời trời gấp nữa mà to quá. Chị được có quả lòn kéo chị đặt nhà bẩn đi thank you.
cái gốc cài này không biết á, cái cài chi mà còn cái lõa đó đẹp ghê lắm. Đây cái này cục đéo cây chi mình đéo hết cho con. Theo như mình đoán thì cái gốc này là gốc cây mùa u. Chạy cái lõa ra thì mình thấy chắc là cây mùa u rồi. Cái mùa u này thì cái gốc cái thân của họ họ dùng làm cái tàu thuyền đây nên chắc 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 chắn lắm. Chưa nó còn có lõa không được. Bây giờ mình đi tìm thêm một khúc nữa. Cái này để vận chuyển về nhà rồi đéo thêm. Đây mình tìm thêm được một cái gốc. Gốc này là một gốc mít. Mít còn cái lõa không nè. Mít nè màu vòn đẹp lắm. Đây. Còn nguyên cái lõa này. Đây này sơn bê u lên đẹp. Đây. Đẹp chưa? Màu vòn đẹp chưa? À. Cái này rất là đẹp. Đây mình chưa mọc không, vẫn còn cái lõa, chỉ mọc chơ thôi. Cái này thích hợp đấy. Cái vỏ ngoài, cái lõa thì không mọc nấu. Đấy. Nhưng mà cái này mình đẻo, khi mình đẻo là còn hơi nhỏ, không thật kệ. Miếng là đẹp là được. Đây, quá đẹp, quá tuyệt vời. Bây giờ mình lồm kiếm cái mặt mít các lót bỏ lên nữa là đẹp toàn diện. Thôi bây giờ mình đi về rồi tìm cách vận chuyển cái gốc này về. Thì trong quá trình vận chuyển đục đẽo thì mình sẽ tiếp tục quay cho mọi người cùng xem. Đây hiện tại là mình đem được hai gốc này về tới nhà rồi ấy. Thì trong quá trình mà đục đẽo hoàn thiện thì mình tiếp tục quay cái video đục đẽo hoàn thiện nhé cho mọi người cùng xem. Chào tạm biệt tất cả mọi người.